xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở Đồ Đồ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Ở trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình cao 1m6, đường kính là 43 phân. Hàng của anh Lam ở Yên Mô, Linh Bình nha quý anh nhá. Hàng của anh đặt cơ sở bên em vào khoảng hơn một tháng trước. Cặp lục bình này có kích thước là cao 1m6, đường kính 43, chất liệu là gỗ sa cừ. Và hàng của anh là đục tứ linh và giáp vàng nha quý anh nhá. Tất cả kệ của anh là đục bằng tay và giáp vàng toàn bộ 24k Đài Loan. Và chúng em xin công khai vào giá cặp này luôn. Cặp này bên cơ sở em đang bán với giá là 14 triệu nha quý anh nhá. Là bao gồm giáp vàng và đục tứ linh. Đục là toàn bộ bằng tay. Đây, kệ tứ linh là 4 con vật linh thiêng nhất trời đất nha quý anh nhá. Rất khi hợp phong thủy khi hàng để ở bàn thờ. Cặp này là thường thường là khách hay để chơi ở bàn thờ nha quý anh nhá. Cặp này là đục long, lân, quy và phượng. Đây, đây trở quay từ con long nhé. Long này đây. Đây, mình tập trung với con dọc. Lân này, quy này, cuối cùng sẽ là con phượng nhé, nhé. Đúng con vật là chấn yểm như là chấn trạch cho gia chủ và hút tài hút lộc cho gia chủ nhé. Và phía trên sẽ là khắc chữ phúc lộc và thọ, khắc là khắc chữ Hán nha quý anh nhé. Đấy, đây là cổ bình. Đấy, phía trên này, đấy, phía trên sẽ là đặc. Đấy, nếu mà quý khách hàng nào quan tâm hoặc là muốn đặt một cặp như của anh Nam có thể liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0914 22 22 66, là 0386 6789 nhá. Là quý khách hàng muốn xem các mẫu đục tứ quý là chơi, quý khách hàng có thể đến địa chỉ của chúng em là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp hoặc liên hệ Zalo nhá quý khách hàng nhá. Em sẽ gửi mẫu mã cũng như báo giá cho quý khách hàng. Hoặc là quý khách hàng có thể lên website của chúng em là dodomanh.com để xem thêm các mẫu mã cũng như là công khai báo giá trên website. Video của chúng em xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào video tiếp theo.